Ờ đúng rồi. Chết rồi mẹ ơi, lỡ 17 phút vô coi chồng của bà Khanh rồi. Chết rồi. Ừ đây. Mày rảnh quá hả? Chị có biết không chị? Biết. Đó chị em mở đi, vào đi, vào đi, vào đi. Ui, mở lên. Mở lên để tao lấy cái link Facebook thôi. Nhìn mặt đâu. Con nào mày nó gửi cho ta. Mẹ tụng hay là cái gì á? Ừ. Đây đây. Khóa trang là sao? Chua 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 chua. Dài dữ. Sao chưa lại chim người ta trễ 17 phút rồi nè nghe. Nó trông đợi từng phút luôn. Trông đợi như đến giao thừa á chị. Ừ. Huy coi chưa Huy? Chưa. Cổ lỗ quên mua. À cái đánh nhau hả? Ừ. Có rồi. Nó mà không ghi nội dung tao chả hiểu gì luôn. Tiếc tiếc ơi, hàng tiếc ơi. Chưa chưa chưa, lấy đi lấy đi. Lấy tờ 500 cho anh Thối giùm. Học cầm tờ 50 đó, ông ăn Thối tờ nào ông Thối. Đâu ta. Đưa sâu sâu thích cà khịa thử. Dạ dạ dạ. Bà đó là bà gì đó, bà chị của con đó đó, bà Khang Khanh gì đó. Trời chị cũng biết ghê thì chứ. Trời chị không đêm qua tới giờ. Mấy cái like hôm qua phải like đâu hết rồi em không coi lại được. Nhắn gồng nha Huy. Dạ. Ui.
Mày thấy tao nằm quằn quại cái giường không? Mày bớt nhoi được không? Nhỏ đang khê nó quay nó kêu. Nhìn vào một tí đi mà. Tao đạp cho cái bây giờ á. Mày không thấy sao mày còn hỏi mày. Đau lắm rồi. Cố lên. Nằm im nào. Cố lên. Cố gắng lên. Một xíu nữa. Ngủ chưa à? À, ngủ đi. Đau không ơi? Đau lắm mà ơi. Đau rồi còn gặp nó nữa chứ. Mệt ghê. Xíu nữa đi. Trời ơi, ráng nha, đừng có gồng lắc lư lắc lư. Thả lỏng em, thả lỏng. Tới giờ nữa rồi đó. Để tao mà nặng xong cái mụn này đi. Chết đó tao. What's your name, Huy? How are you? How are you? How are you, mà? Huy. What's your name? How are you? Yeah. Biết vậy nãy làm cho anh Thanh trước. Chỉ đi về. Không, chỉ xong rồi. Mình có đi play không? Mày nghĩ tao còn sức không? Còn chút nữa lấy lại được hết. Tao đạp thiệt nè.
cái nào không hiện quá thì đừng khỏi nặng luôn chị ạ. Chị nặng mấy cái hiện không đó chứ. Mấy cái là mấy cái. Giờ mà thiếu tiền cắm ở lại làm không cách nào chị. Cách nhà rồi chán rồi đâu. Mấy cái đó. Cái mũi nó ngủ xíu nữa ta nha. Có em. Không 262. Ra đây chị đọc số cho bấm rồi đi về. Được rồi.